Trước đó, đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương và đặt vòng hoa tại tượng đài Đoàn kết Liên minh Chiến đấu Lào Việt Nam. Tham dự lễ viếng có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Về phía tỉnh ủy Atapu có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh trưởng Lê Xê Nhà Bòn. Vòng hoa của đoàn mang đậm dòng chữ Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính viếng. Các thành viên trong đoàn công tác đã kính cẩn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc giải phóng tỉnh Atapu và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nguyện quyết tâm xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai địa phương cùng hợp tác và phát triển. Tượng đài Đoàn kết Liên minh Chiến đấu Lào Việt Nam nằm ở bản Vôn Khen, huyện Sa Mắc Khi Xây, tỉnh Atapu, Lào. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 1998, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2000 bằng nguồn kinh phí của Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và được Chính phủ Việt Nam tài trợ, nâng cấp, sửa chữa, xây dựng một số hạng mục với tổng trị giá là 850 triệu đồng. Công trình hoàn thành vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Cách mạng Lào, 20 tháng 1 năm 1949, 20 tháng 1 năm 2014. Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là biểu tượng cao cả sinh động, tài sản tinh thần vô giá, nơi lưu lại để thế hệ mai sau hiểu rõ hơn về tình đoàn kết, lòng dũng cảm, đức hy sinh quê mình của nhân dân hai nước Việt Nam, Lào. Đồng thời đây là sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và quân đội hai nước đối với các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam và cán bộ chiến sĩ nhân dân Lào đã ngã xuống, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của hai nước, hai dân tộc.